câu chuyện bé Na và anh Tiều Phu mắc có người yêu. Nhiều tuổi rồi? K9. Có người yêu chưa? Chưa. Em còn sợ ế đây này. Muốn có không? Cũng muốn tí. Muốn là muốn, muốn tí là muốn làm sao? Mày muốn thằng tí á hả? Là sao vậy? Na sống ở đâu? Thằng này muốn có người yêu mà hay hỏi quá. Vô quốc lụm Bình Dương. Rồi vô luôn. Na muốn có người yêu sớm không? Một thế kỷ sau. Na ơi, 1000 năm sau. Gì? Na có muốn làm người yêu tôi? Không, Na đồng ý làm người yêu tôi. Không, không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.